ứng sinh dòng tên là người bạn trẻ đang ước muốn theo đuổi lý tưởng tận hiến, được dòng chấp thuận giúp tìm hiểu tiếng gọi yêu thương của Chúa, muốn anh hiến thân phục vụ nước trời theo linh đạo dòng tên, nhằm giúp ứng sinh chuẩn bị bản thân hướng đến việc phục vụ Chúa và giáo hội hữu hiệu hơn trong dòng tên. Nơi nhà ứng sinh, các ứng sinh được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hết mọi khả năng của mình, bao gồm 5 phương diện: thiêng liêng, cộng đoàn, tri thức, nhân bản và tông đồ. Chính gia đình thánh của Chúa Giêsu ở Nazareth là khuôn mẫu sống động nhất của nhà ứng sinh dòng tên. Các ứng sinh thích tìm sống mầu nhiệm Nazareth trong khung cảnh nhà ứng sinh. Họ tập sống dưới con mắt yêu thương của Chúa Cha. Theo gương Chúa Giêsu Nazareth, họ cố gắng chu toàn các việc bổn phận thường ngày trong âm thầm, yêu mến và tùng phục, theo như tôn chỉ của dòng tên là bước theo Chúa Giêsu vác thập giá, sẵn sàng để vị đại diện của Ngài sai đến bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì nhằm tôn vinh Thiên Chúa hơn và giúp ích cho con người hôm nay hơn, theo tinh thần chiêm niệm trong hoạt động. Người ứng sinh dòng tên muốn đồng chí hướng và tâm hồn với Chúa Giêsu, tất cả là để phục vụ nước Cha.